Xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đã đến với bản tin buổi trưa Hôm nay thứ ba, ngày 24 tháng 5 năm 2022 Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều Thưa các bạn, trên thị trường quốc tế Giá vàng tiếp tục duy trì xu hướng tăng Và giữ ở trên ngưỡng 1850 đô la Mỹ một ao Khi đồng đô la và lợi suất trái phiếu của Mỹ tiếp tục suy yếu Ở trong nước, theo ghi nhận trong phiên hôm nay Giá vàng được các cửa hàng kinh doanh đều chính giám ở cả hai chiều mua bán ngược với giá vàng thế giới với mức giảm từ 50 cho đến 100.000 đồng một lượng. Cụ thể, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết ở chiều mua 69 triệu đồng một lượng, chiều bán 69 triệu 900.000 đồng một lượng, giảm 50.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Biên độ giao dịch ở chiều mua và chiều bán là 900.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC tại PNG không có sự thay đổi cả chiều mua và chiều bán và vẫn giữ nguyên giá ở phiên hồi trước. Ở chiều mua đứng tại mức 68 triệu 900 000 đồng một lượng, chiều bán 69 triệu 900 000 đồng một lượng. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán là 1 triệu đồng một lượng. Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji giảm 50 000, .000 đồng một lượng ở chiều mua và giữ nguyên chiều bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 69 triệu đồng một lượng, chiều bán 69 triệu 800 000 đồng một lượng biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán là 800 000 đồng một lượng. Thưa các bạn, ngay tại thời điểm buổi trưa nay, vàng thế giới hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 1856,4 đô la Mỹ một ao. Tính ra trong phiên, vàng thế giới đã tăng gần 4 đô la với tỷ lệ 0,22%. Mức giao dịch thấp nhất trong phiên 1849 đô la Mỹ và cao nhất 1857 đô la Mỹ một ao. Tiền điện tử Bitcoin hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 29.300 đô la Mỹ một đồng. Trong phiên cũng đã tăng 0,87%. Chỉ số đồng đô la Mỹ hiện đứng tại mức 102,24 điểm. Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ cũng đứng tại mức 2,86% một năm. Giá dầu thô thế giới hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 104,497 đô la Mỹ một thùng. Giá bảng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại phố quý SJC giảm 100.000 đồng lượng chiều mua và 50.000 đồng lượng chiều bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 69.100.000 đồng lượng, chiều bán 69.850.000 đồng lượng. Tại Bảo Tiến Minh Châu cũng có mức giảm tương tự, 100.000 đồng lượng chiều mua và chiều bán điều chỉnh giảm 50.000 đồng lượng. Ở chiều mua hiện đứng tại mức 69.110.000 đồng lượng, chiều bán 69.840.000 đồng lượng. Tại Mỹ Hồng SGC giảm 150.000 đồng lượng chiều bán và giữ nguyên chiều mua. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 69.550.000 đồng lượng, chiều bán 69.800.000 đồng lượng tại ngân hàng Exim tăng 100 000 đồng lượng chiều mua và giữ nguyên chiều bán. Ở chiều mua hiện đứng tại mức 69 triệu đồng một lượng, chiều bán 69 triệu 900 000 đồng một lượng. Tại ngân hàng SCB không có sự thay đổi cả hai chiều mua bán. Ở chiều mua và chiều bán hiện đang giao dịch tại mức 68 triệu 800 000 đồng một lượng và 69 triệu 800 000 đồng một lượng. Tại ngân hàng TP Bank Gold giảm 50 000 đồng một lượng ở chiều mua và giữ nguyên chiều bán ở chiều mua hiện đang có mức giá 69 triệu đồng một lượng, chiều bán 69 triệu 800 nghìn đồng một lượng. Giá vàng SJC chi nhánh nhà các tỉnh thành đều có mức điều chỉnh giảm 50.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 68.970.000 đồng một lượng đến 69.020.000 đồng một lượng. Còn là chiều bán Có mức giá niêm yết từ 69 triệu 900 000 đồng một lượng Đến 69 triệu 950 000 đồng một lượng Giá vàng bộ số 9 vàng đi trang STC Nhận bộ số 9 loại từ 1 đến 5 chỉ, giảm 100.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 54.350.000 đồng một lượng, chiều bán 55.300.000 đồng một lượng. Vàng lĩnh trang bút số 9 cũng có mức giảm tương tự 100.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Ở chiều mua hiện đứng tại mức 54.100.000 đồng một lượng, chiều bán 54.900.000 đồng một lượng. Vàng lĩnh trang 24k giảm 99.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 53.056.000 đồng một lượng. Chiều bán 54.356.000 đồng một lượng. Vàng trang 18K giảm 75.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua hiện đứng tại mức 39.329.000 đồng một lượng. Chiều bán 41.329.000 đồng một lượng. Vàng trang 14K giảm 58.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Ở chiều mua và chiều bán hiện đang giao dịch tại mức 30.160.000 đồng một lượng và 32.160.000 đồng một lượng. Vàng nhĩ trang loại 10K giảm 41.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 21.046.000 đồng một lượng, chiều bán 23.046.000 đồng một lượng. Thưa các bạn, giá vàng thế giới tiếp tục xu hướng tăng và duy trì ở trên mức 1850 đô la Mỹ một ao. Vàng thế giới hiện nay quy đổi theo tỷ giá UD ngân hàng hiện đang có mức 52 triệu 300 nghìn đồng một lượng. Như vậy, vàng thế giới hiện đang thấp hơn vàng trong nước 17 triệu 600 nghìn đồng một lượng. Giá vàng thế giới hôm nay duy trì xu hướng tăng, nhưng giảm so với mức cao nhất trong ngày đạt được trước đó do sự phục hồi của thị trường chứng khoán. Giá vàng trong phiên hôm nay được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng đô la. Cụ thể, chỉ số đồng đô la Mỹ thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác hiện đang quanh mức 102,2 điểm. Đây là mức thấp nhất trong vòng 4 tuần. Đồng đô la Mỹ yếu hơn khiến cho vàng rẻ hơn đối với những người nắm giữ các loại ngoại tệ khác. Ở tuần trước, chỉ số đồng đô la Mỹ đóng cửa trong sắc đỏ sau khi tăng liên tục trong 6 tuần. Lợi tức trái phiếu kho bạc của Mỹ giảm mạnh đã kéo đồng bạc xanh xuống mức thấp hơn so với tuần trước đó. Hiện tại, chỉ số đồng đô la Mỹ đã rơi xuống gần mức 102 điểm. Đây được xem là khởi đầu cho xu hướng giảm và rất có thể sẽ tiếp tục rơi xuống vùng 102 cho đến 101 điểm. Trong phiên giao dịch đầu tuần ngày hôm qua, thị trường kim loại quý cũng được thúc đẩy bởi nhu cầu trụ ẩn an toàn trong bối cảnh thị trường tổng thể vẫn cho thấy khẩu vị rủi ro chưa mạnh mẽ. Ở phiên đầu tuần, khẩu vị rủi ro của các nhà đầu tư tăng nhẹ khi Tổng thống Mỹ ông Joe Biden cho biết nước này đang cân nhắc việc cắt giảm thuế đối với hàng hóa của Trung Quốc. trong khi đó, Trung Quốc vẫn đang vật lộn với số ca nhiễm Covid-19 gia tăng, khiến cho nhiều thành phố lớn của nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới phải đóng cửa. trong một diễn biến khác, chủ tịch ngân hàng trung ương châu Âu ECB cho biết, ngân hàng trung ương châu Âu ECB có khả năng sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp vào tháng 7 tới. các thị trường quan trọng khác cho thấy giá dầu thô kỳ hạn trên sàn New York đã cao hơn và giao dịch ở quanh mức 110 đô la Mỹ một thùng. Lợi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ cũng đã đạt mức 2,86%. Về dự báo giá vàng, theo các nhà phân tích, thị trường vàng đã lấy lại đà tăng kỹ thuật khi giá đẩy trở lại trên mức trung bình động 200 ngày của chúng. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, các nhà đầu tư cần tiếp tục theo dõi đồng đô la và lãi suất trái phiếu. Họ cho rằng sự thoái lui gần đây của đồng đô la và lợi suất của Mỹ là những yếu tố hỗ trợ cho sự bứt phá của vàng trong tuần trước. Do đó, bất kỳ sự thay đổi nào về hướng đi của đồng đô la Mỹ và lợi suất có thể sẽ ngăn chặn đà tăng của vàng. Các chuyên gia dự đoán, vàng có khả năng sẽ kiểm tra mức kháng cự trong khoảng từ 1875 cho đến 1880 đô la Mỹ. Một số chuyên gia dự báo, kim loại quý trong thời gian tới sẽ tiếp tục hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng đô la Tuy nhiên, động thái của cục dự trữ liên bang Mỹ phép có thể sẽ là rào cản chính kìm hãm đạt tăng của giá vàng. Trong khi đó, nhiều nhà phân tích tỏ ra lo ngại cho thị trường kim loại quý trong trung hạn. Nhà phân tích cấp cao ông Jeffrey Haley của Oanda cho biết, giới phân tích vẫn chưa biết liệu vàng có vượt qua được cơn bão trong trung hạn hay là kim loại quý này chỉ đơn thuần phục hồi để phản ứng với những sự sụt giảm liên tục của đồng đô la Mỹ. Do vậy trong ngắn hạn, giá vàng chắc chắn sẽ còn biến động. Thưa các bạn, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi trưa hôm nay trên kênh của Minh Phát. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn một ngày thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Các bạn cũng đừng quên nhấn giúp Minh Phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.